nói tùm lum hết. Nói tùm lum hết là đã lại của 25 nghìn chừng nào đi hả? Kêu được Supra không? Hay lại phải không? Chị Supra thôi. Dạ. Nói đi lại. Đem hôm qua chứ bộ giờ hả? Hôm qua là đó. Đem cái cũ bữa mình coi á hả? Ừ, hồi tôi cho này hai thứ là sao tôi? Gọi cuốn rồi. Nhưng mà hai người cuốn thì một cái thì nó có tôm ở ngoài. Cái tôm nhiều, một cái vậy là cái tôm nhiều, cái tôm ít nữa. Không, cũng vậy ha, nhưng mà có cái tôi cuốn là tôm thật, tôi để ở trong. Không có thấy tôm, còn để ở ngoài. Dạ, rồi. Có em hỏi lên phòng lên, hỏi ba nhảy đó. Nó đi gần cái xuống miệng cho đi. Nào nó nào tay đẹp thở cho đó ra thì tao đi. Chị cho con này được mấy tới đâu mà nó kêu giờ đụng tới nó rồi nó nghe răng. Thôi cái này thôi. Là đồ ăn nhóc luôn. Ủa sáu sắc rau câu rồi chưa? Chưa. Ủa ăn rồi sắc. Ăn mấy cái ăn được hết rồi sắc gì? Ngon không? Ngon không? Ngon. Rớt rớt xuống giờ ăn cặp quen rồi. Ăn là vậy ăn hết thì rớt. Mấy giờ xe đã đi thôi. Không biết không hả? Nó cặp không tao chưa lấy cho cặp. Cho người đi vậy. Để chiều ông Vũ cũng xách cháo về ở ở đây còn cái nồi đó hên múc cháo về ăn cũng được. Giờ múc đi. Múc hâm múc đi. Chiều cháo luôn không? Ừ. Múc mà lấy thịt cái bỏ vô đi. Ừ. Rồi ra cái son của mày đó. Múc qua rồi chiều về hâm lại. Để sẵn đi. Cái nào nó cạp thì xách cho nó. Tôi thấy bạn có quá nè. Cái tâm chi là thấy ngon. Có con kia, con kia, nó chừa cho mấy thằng kia. Tôm chiên, cái đó là mực chiên. Cái này là của đại sư huynh, đại sư huynh mực của ông đại sư huynh đó. Tôi nói kêu ổng á, bây giờ ông ngoài chợ nó về trong chầu để cho mua cái chết luôn đi. Đại sư huynh. Đại sư huynh thấy hơi vàng, có món đó à, mấy món này. Chảo. Chảo hả, không biết cái này ăn là. Ờ. Đại sư huynh nói nồi, hồi sáng có mua hồ mì gà vậy đó không? Dạ không có. Nồi nha. Bà nhỏ nhà ngon. Bà cô ly nè. Bà cô ly. Bắn hết rồi, giả sáng hết đi nha. Chưa được 11. Mỗi lần mỗi ngồi ăn sô cô la. Bỏ vô bạch. Mẹ lên suối để thôi hết rồi, tao kinh rồi, kiến không rồi. Giờ con dĩa với nó không mà rồi rớt rồi bói. Đâu có. Nè, con cầm này đi ông. Cầm đại đi, hồi rửa tay, cầm giấy thì rớt. Rồi cầm này đi. Em nghĩ hết sô cô la rồi. Để chút rửa tay, chút rửa tay. Chút miệng cái này. Cắn là ở trong đó, ra sô cô la nằm ở trong á. Cắn té không có thằng bói. Vậy thì mình lấy chai nước ra sẵn nha. Còn thu em với vợ thư đồ về hết rồi hả? Dạ rồi. Cái này hôm qua Tư làm nè, xẻ ra. Ừ, hỏi. Ủa, hả? Ủa, đi quay cái này, chị ra nó bị rồi. Nè, có tôi ra. Ở đây làm sáng cái nồi nước. Cái đó người ta chỉ lửa. Bôi cho cái con ăn này chưa? Sao? Vũ như đây hả? Vậy kêu cho ăn cái gì? Cho anh ăn gì? Thì đấu như xong. Kêu cho ăn cơm với anh hai. Ăn cạp xương nha, bỏ xương vô dân nha. Đâu rồi? Bỏ vô cái bịch đi, đừng bỏ vô trong. Bịch vô cũng ăn mà. Mày để vô cái bịch lạc lắc, lạc nhiễu à. Ông món này ngán không? Ê, đừng biết mình lạc. Cái gì, cái nước bột, nước bò bò qua lụa mà sát em ra sát. Tuy nhiên nó xâm phạm, cốt bỏ nguyên, son luôn á. Rồi bỏ gì như bột đâu mà giữ vậy. Bột chẳng qua nó qua nước thấy thôi. Con này nó cũng mất. Cũng là hẹo người ấy á. Cứ là ham đó. Ăn gì? Cái mấy này là cho anh về cạp khóa. Nấu nấu bún bò
kia một người quá tận tình đâu. Giáo dục giờ bị bỏ hả? Bói ăn ngọt dữ lắm rồi, uống nước liền á, ăn sô cô la. Không được. Cơm ở trong. Cơm ở trong. Nằm cổ. Chị Năm xách một dĩa xào với quại cuốn bột lại luôn được không? Giờ mình háo ăn, à, chứ không phải là nó hôi á. Bỏ chú lại. Để vậy đi. Bỏ nó có chú lại về, nó đổ ra dĩa, nó về hết vậy á. Cốm, bỏ chút cá vô. Không biết là còn bỏ chút cá nó đổ vô đây nè. Ăn ra quại cuốn không? Không. Ăn luôn nữa hả? Ờ, nãy chưa ăn. Nãy chưa ăn. Nãy ăn cháo không? Mẹ, có cá gì con không? Có gì con hả? Có gì con nữa vậy? Chỗ nào? Chỗ này nè, chỗ này đốt á. Để đốt nè. Tao trả tiền xe xuống đi lấy đồ anh rồi chiều nay kêu xe nào chở giao thủ vô đâu xe bé ra ngoài được không hả? Không, xe bé không có vô đó là xe bé vô không được cái này đó tôi kêu cho bà gác đó. Bói bói gì chứ nó nói là mưa cái ai.